đa số người sử dụng xe tay ga không biết rằng hộp số cũng phải thay nhớt. Họ chỉ thay nhớt máy mà thường quên đi một phần quan trọng kia. Các bạn có biết rằng đối với xe tay ga, bên cạnh nhớt động cơ chúng ta còn phải quan tâm tới nhớt hộp số. Hộp số cần phải được cung cấp nhớt một cách đều đặn, nếu không thì sẽ dẫn tới tình trạng là xe phát sinh những kêu bất thường. Ra có rất nhiều người điều khiển xe tay ga không quan tâm tới việc thay nhớt hộp số, hoặc thậm chí người điều khiển xe tay ga cũng không biết rằng xe mình có được trang bị hộp số, mặc dù cái việc thay nhớt hộp số này đơn giản hơn rất là nhiều so với thay nhớt động cơ.